Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang do đồng chí Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau trong kiểm soát hoạt động tàu cá, xác nhận nguyên liệu nguồn gốc thủy sản khai thác và chứng nhận nguồn gốc thủy sản. Tiếp và làm việc đoàn có đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, hiện nay toàn tỉnh có 3.941 tàu cá còn hạn giấy phép khai thác. Tỉnh đã hoàn thành việc đánh dấu 100% tàu cá theo quy định và cập nhật dữ liệu tàu cá của tỉnh lên hệ thống phần mềm VN Fishbase và hệ thống giám sát tàu cá. Cà Mau đã thành lập 2 văn phòng IUU đặt tại 2 cảng cá chỉ định là Sông Đốc và Rạch Gốc, kiểm tra 100% tàu cá cập cảng rời cảng cá chỉ định, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kiểm soát tàu cá của tỉnh thông qua phần mềm quản lý liên thông kiểm soát tàu cá. Đảm bảo tàu cá ra vào cửa biển phải có sự kiểm soát cảng cá, văn phòng IUU và trạm kiểm soát biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng kiểm soát tàu cá, thống kê báo cáo. Tính đến tháng 8 năm 2023, tình hình tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tỉnh đã tiếp nhận thông tin 8 tàu cá và ngư dân Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài và bị bắt giữ xử lý. Kiến nghị thứ hai đó là cái phối hợp cũng xử lý vi phạm, nhưng mà tôi cho là vi phạm hình sự. Cái đối tượng này đó là nó rất là phức tạp. Và tôi đề nghị đó là trong cái khuôn khổ hợp tác theo cái quy chế này thì lực lượng chức năng có liên quan hai bên đó, cần phải có một cái sự phối hợp với nhau đó, trong cái hỗ trợ nhau trong đó là trong điều tra và các cái vụ việc. Thực hiện công tác chống khai thác IUU, hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chia sẻ, trao đổi thông tin, thực hiện công tác quản lý tàu cá, xác minh tàu cá vi phạm và xác nhận nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2020 đến nay, hai tỉnh đã tổ chức được 6 đợt tuần tra chung trên biển, qua đó xử lý 119 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 8,6 tỷ đồng. Tổ chức tuyên truyền cho 1.000 lượt tàu cá, 5.000 ngư dân. Khi về Kiên Giang, tôi sẽ có một văn bản chỉ đạo ngay đối với các ngành, trong đó có ngành nông nghiệp, rồi có các cái đơn vị biên phòng, v.v. là các đồng chí sẽ có trách nhiệm là sớm nhất có thể là phải qua vấn đề đàng hoàng, mình làm nghiêm túc qua bên này, không chỉ là mình được chép cái phần mềm đó mà mình phải xem là nó vận hành như thế nào, cái khó khăn nó ra sao để mình tiếp tục mình làm cho tốt hơn. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức phối hợp tăng số lượng cuộc tuần tra kiểm tra chung trên biển, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác điều tra, xác minh xử lý các trường hợp môi giới móc nối, đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép, xử lý các trường hợp vi phạm, chú trọng các đối tượng không hợp tác làm việc, không thực hiện các quy định xử phạt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát sản lượng tại cảng, xử lý nghiêm các phương tiện của Kiên Giang và Cà Mau lên hàng không đúng cảng chỉ định, thống nhất quy định về việc chuyển ngạch tàu cá hai tỉnh, tập trung quản lý đối với nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU. Tại hội nghị, hai tỉnh thống nhất sử dụng phần mềm liên thông kiểm soát tàu cá xuất nhập, cập rời cảng. Hiện tại, tỉnh Cà Mau đang thực hiện để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra xác thực, chứng nhận, xác nhận và phục vụ cho công tác quản lý của lực lượng chức năng. Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau trong kiểm soát hoạt động tàu cá, xác nhận nguyên liệu nguồn gốc thủy sản khai thác và chứng nhận nguồn gốc thủy sản.